Ok, chào các bạn. Hôm nay là mình đang ở Nikon nha, Buster 139 Buster. Thì hôm nay mình được Nikon cho mình có nhã ý mượn cái ống chụp trip để chụp kiến trúc. Nước này, đồng hồ nước á. Thì Nikon có cho mình mượn cái máy và bữa nay mình đến Nikon để có thể lấy cái máy các bạn vô có thể chia sẻ các bạn cái display của Nikon luôn nha. Ok, rất là đẹp. Ngay Buster nha các bạn. 139 Buster nè. Ok. 392. Yeah. Ok. Bây giờ mình sẽ vào Nikon để mượn cái máy. Ok. Ok. Right. Ừ. Đây là văn phòng của Nikon các bạn ơi. Ok, right. Ô. Ô, chào em. Chào anh. Tuyệt vời. Dạ. Hôm nay hôm qua là anh đến để mượn em cái ống để chụp kiến trúc. Anh biết sao không? Tại đang có cái mấy cái kèo mà nó chụp kiến trúc á. Có một con ngôi nhà ở Biên Hòa mà sếp anh kêu nào rảnh qua chụp kiến trúc. Okay. Thì anh muốn là cái review về cái chất lượng ống của cái Nikon luôn. Tại vì anh thấy Nikon rất nhiều ống rất là hay và chất lượng nó rất là tốt. Bữa là anh có mượn cái Z5 đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Trời, chụp Nha Trang phê lò chịu không nói. Perfect. Em nếu mà kiến trúc em lấy thử anh cái Z 1430 anh test thử là tại okay. Ngon nhất là cái ống PC19 à, em vậy không có hả? Ở đây. Ok. Không sao, không sao. Đồng ý để anh. Okay, rồi, chờ em một phút để cái ok cái tuyệt vời. Các bạn, ở đây có Nikon nè. Wow, một dàn ống luôn. Các bạn thấy không? Bạn tới các bạn chỉ cần có cái nhu cầu á, bạn có thể mượn được liền chứ không phải là cầu kỳ gì đâu nha, rất là dễ. Mình chỉ có nói xíu là Nikon cho mình mượn liền á. Trời ơi, wow, quá trời, hình đẹp luôn nè. Wow, một dàn lens các bạn ơi. Các bạn xem nè, chắc chết. 60 f/2.8. Mẹ ơi. 16 f/2.8. Wow, fit eye. 8-15 fit eye. Oh, có luôn cái ống nhòm. Rồi, có luôn quay phim. Trời, ống khủng nè. Trời ơi. Lem lem. Nhìn nó không thèm chảy nước miếng luôn á. Sáng cho ăn sáng gặp cái này chắc chết. Nhiều lúc tôi thấy tôi hài quá. Ê, trời ống này chụp quay. Wow, không bị méo. Trời ơi, má ơi. Cái khủng bố. Các bạn xem nè. Cái tay mình nè. Đấy. Trời ơi, nó to quá. Ống này có nhiêu đâu, có 800 mà. 850 cặp. Trời ơi, xỉu. Và rất là nhiều ống khác. Wow. Ngoài mà mượn mà Nikon mà test hết cái dàn ống này chắc của tính tới hết năm luôn á các bạn ơi. Ok. Wow, Nikon văn phòng rất là đẹp. Ok, mình quay tới đây ha. Tí hồi mình nhận máy là mình sẽ tí mình nhận máy hoặc gì đó mình sẽ chia sẻ thêm nhiều hơn ha về cái máy, rồi mình sẽ sử dụng nó như thế nào mình sẽ chia sẻ luôn trên trên YouTube và trên cái video của mình ha. Các bạn, mốt mình sẽ có cái phần donate á. Các bạn có thể donate cho chương trình của mình để mình có thể chia sẻ nhiều hơn hoặc có cái gọi là công nhận nghe đồng Momo được chuyển khoảng ngàn ngàn đồng vẫn chuyển á. Ok rồi. Đùa xíu thôi. Ok, vậy nha. Bye bye. Ô, mà Phan, qua lấy luôn cái lens để coi cái quy trình lấy này rất là dễ nha các bạn. Cái wow, sếp hôm qua nói với anh cái 1430 mà anh sếp em ảnh lại đang test ở nhà. À, cầm vô. Bây giờ tôi một option là thử con 1424 đi. Wow. Ghê. Không có đâu thử vậy nha. Tại cái này chứ là cho phong cảnh nhưng mà em nghĩ là nó xử lý méo khá tốt. Nhìn được. Anh phải lỡ thôi, phải thử luôn, thử cho nó tốt. Đồng ý. Tốt cho công việc không? Ok, em thoải mái. Các bạn thấy không? Rất là sảng khoái luôn. Top shot, trời chắc chết. Wow, vui thùng luôn các bạn ơi. Mẹ nói thiệt chứ chưa có hãng nào mà qua mượn thôi mà lại cho mượn những cái ống khủng như vậy. Trời ơi, nhìn cái thùng nó chết chết. Oh my god. Thôi, đã chứ các bạn. Ê, mình thấy cái hình nữa các bạn thấy không? Con mắt cái miệng. Quậy. Chắc chết. Nhiều lúc mình thấy Daro mới thấy hình nữa. Xỉu luôn á. Ok, great.
Wow, hùng nha các bạn. Wow, các bạn xem nè. Trời mẹ ơi, sướng quá vậy, nhìn nó phê quá, chắc chết. Nó có wow. cái hút nằm không? Wow. Em nghĩ chắc là ổn rồi anh ha. Nó có thêm một cái hút thêm tí thôi, nhưng mà nó anh có chụp ngoài trời nhiều không? Hút hả? Hút, có cần thiết lắm không? Cầm để vậy. Đó, được, mở rộng hút thôi. Ok, good. Để vậy đi, nó thấy nó an toàn. Dạ rồi, ok. Wow, 14, 24, ngon. Mà full frame nữa các bạn biết không? Nó rộng mà nó đã. Kỳ này là mình sẽ test ở Landmark nè. Bữa mình đã có chụp Landmark rồi, mình không rõ là cái ống này nó sẽ boost tới mức độ nào. Ok. Ok, right. Còn người ta ok. Trả lời mượn ống xong không có máy trời. Chúng mới cho mượn máy. Ok, ngay đầu là mình được mượn cái ống Z5 á. Cái máy sẽ mình có nói là cho mượn cái len thôi, nhưng như công cho mượn luôn cái máy. Ok. Hợp lý ghê. Trời, qua mượn cái mỗi cái len, cái đi không phải cho làm mượn cái máy để xử lý. Anh có xài luôn cái len biết đâu. Anh lấy này thôi, để anh đi lên kit bữa anh sử dụng rồi, cool lắm, dễ thương lắm. Em đấm vô máy luôn ha. Ok. Anh thấy cái nhân viên người ta tận tình không? Có tâm lắm. Trời ơi dễ thương nữa. Bữa nào mà đi chụp tweet á, gặp bạn thiệt cái chứ mà trên Facebook á, mỗi lần đọc cái tên ổng không á là tôi nghĩ ổng tên An không á. An Đỗ Duy. Mà thật ra ổng tên Duy mà. Em là Nguyễn Đỗ An Duy đúng không? Đỗ Nguyễn An Duy. Đỗ Nguyễn. Thấy rồi, đọc cũng bị sai đó thấy chưa? Bởi các bạn rút kinh nghiệm nha. Facebook các bạn nhớ để cái tên cho nó đúng nha. Không phải là tôi đọc ngược hết là tôi không có nhớ cái tên đâu. Giống như Camon Nguyễn rồi, tại vì nhớ Camon Nguyễn rồi. Còn bạn để cái chữ khác là người ta đúng đọc đúng chữ đó đó. Ok. Để wow. Cái sạc luôn đi ha. Sạc gì em? Cái sạc. Cái sạc, ok, chính xác em. Các bạn. Wow, trời ơi. Các bạn thấy không? Ở trên đây nó có màn hình điện tử của cái len luôn. My God, can't believe it. Tại sao lại có một cái công nghệ này mà mình tôi chưa biết nè. Trời, mình hay lúa quá luôn. Right. Này display nè các bạn. Bấm mở, đang là 24. Qua số 14 mình thử nha. Các bạn xem cái màn hình nó như thế nào nhé. Right. Oh, trời ơi, khủng khiếp các bạn ơi. Bạn xem ha, M nha. Mình cũng đã xài qua được cái AF M, right. MF là bạn có thể tự chỉnh khẩu. Mình on way. Bụp. Trời ơi các bạn nhìn nha. Nhìn nha. Khủng chưa? Right. Các bạn đứng gần lắm nha. Cái này khoảng cái chữ Xperia Hub đó của mình á. Cách khoảng 1.5 m á. Ok. Bây giờ mình sẽ xử lý. Bụp. Chống rung rất ok. Và đang là demo nha các bạn. Ok. Right. Các bạn thấy đường like không? Ok. Mình sẽ lấy hết cái like của cái tủ luôn. Perfect gray. Wow, perfect luôn. Ok, one here. Ok. Mình sẽ chỉnh qua chế độ continuous nhưng mà mình nghĩ là không chỉnh được. Vì mình chưa có mình chụp cảnh thì mình sẽ chụp khoảng 2 giây. 2 giây mà mình chụp HDR cơ. Chụp HDR và lúc đó ảnh thì những vùng tối vùng sáng thì nó sẽ liên quan đến đến cảnh và kiến trúc trong đây mình cũng phải dùng HDR để xử lý hoặc là chụp stacking, có nghĩa là chồng nhiều tấm của những cái vùng sáng nó khác nhau. Mình nghĩ chắc chùm 5 tấm chùm chồng lên chắc ngon perfect luôn. Thường thì các bạn nên chụp lại rồi các bạn xử lý nha. Chứ đừng có nghĩ là chụp xong là ra ăn luôn, ăn hành luôn á. Nhưng mà chụp cảnh với kiến trúc nó cầu kỳ hơn một xíu nha. Trời ơi, cái gì nó cũng sẽ có cái riêng của nó, nên các bạn cứ
cái đừng có hấp tấp, cái từ từ. Ô, em này để vô sao ta? Dạ, anh bấm vô nên là anh đã, tại nó anh kéo vô cái nắp ở trong rồi. Nhìn kìa. À, vô rồi đó, tại em nè. Sorry. À, nó có cái khớp tí. Tại hơi khớp nó, đúng rồi, nó có cái nền, tại nó hơi cái nó giờ lỏng lỏng. À. Mình nhắm đúng vô là nó vô. Rồi, rồi, ok. Ok. Trời ơi, theo như cái cảm giác của mình thì cái này khoảng 2 ký mấy. 2 ký mấy không anh? Em chưa cân. Hồi tí hồi anh về anh đo, anh cân, anh có cân điện tử. À, bây giờ là các bạn thấy không? Mấy này là mình ký mấy lần rồi, bà không muốn không sao hết. Bút xe thì gà sói mỡ thôi. Mình sẽ sói ha. Thật ra rất là vui các bạn. Lâu lâu mới được ghi tên là chữ sói quát luôn. Ok. Hợp lý. Ok. Cảm ơn anh. Cảm ơn em. Ok. Thì mình sẽ làm nhiều về Nikon cho các bạn xem, vì Nikon đang muốn chia sẻ nhiều về thiết bị cho các bạn, vì có nhiều cái thiết bị hay ho các bạn thấy không? Chưa gì một cái thiết bị như vậy rất là đáng để xử lý. Ok, cảm ơn em. Cảm ơn Nikon nha. Ok. Ta. Bây giờ điều cái chào các bạn, tiếp tục lại là mình bây giờ mình cái travel của mình bây giờ là cái này bỏ vô cái túi của mình hay đi trip rồi bỏ làm sao bỏ như vậy. Ok các bạn nhìn thực sự là nó không có vừa nha các bạn. Cái len không là thấy hết chỗ rồi. Ok, good one here các bạn ha, không còn chỗ nữa. Ok thì chắc phải xài một cái túi riêng để dành cho cái máy này thôi. Và cái máy này là chuyên về cái máy này là full frame nha các bạn, đang là Z5 nha. Máy này khoảng bao nhiêu tiền ta, là tí ra hỏi. Ok, cái máy này wow, nó cũng có AMF nè các bạn, sẵn review luôn chứ làm. Cái display, cái body nó thì cũng như cái dàn máy khác. Cái cầm tay cầm rất là chắc, nãy mình cầm thấy là chắc, thì cũng như cái máy khác của Nikon. À, cạc này nè các bạn. Ok, red, hai cạc. Top shot. Bạn chụp khỏi sợ đó hình nha. Ok, good here. Ok. Rồi, sao nữa? Màn hình lật nha bạn, lật từ lơ luôn á. Ok. Lật nha màn hình. Đấy. Đấy, lật lên nè. Lật xuống. Đấy, lật dọc các kiểu. Mình chỉ cần vậy thôi. À, còn lật thêm nữa thì từ tính. Ok. Nha. Còn bên đây là các bạn xem là nguyên cái dàn nút nữa, có này headphone nè, cái mic nè, HDMI nè, có luôn cái cổng gì nè, cổng này cổng gì nè không biết, kệ mình nghĩ là micro. Ô, micro có rồi, cổng này cổng gì trời, hay là cổng vô sync vô có wifi nè, có bluetooth. Ô, em cổng này cổng gì vậy em, này cổng gì cái đó để gắn cái GPS. GPS. Dạ đúng rồi, nó có cái cục GPS riêng mà. Ở GPS rồi để làm gì vậy? Nó lấy cái địa điểm nó ghi. Cái location. Đúng rồi, mà chỉ coi được cái phần mềm của Nikon thôi. À rồi rồi. Hoặc là cái này cái cổng này thì gắn với cái dây bóng mềm của Nikon. Dây bóng mềm. À ok. Ồ thì ra là vậy. Các bạn biết không, cái cổ này là cái cổng này là dây bóng mềm với lại cái location á. GPS nghe đồn vậy. Còn cái gì muốn tìm hiểu thêm thì cứ lên YouTube. Còn bây giờ mình chỉ những cái mình biết thôi. Ok. Có đầy đủ tất cả mọi thứ nha bạn. Và nó là sạc nằm. Perfect. Hình chất lượng hình thì không bàn cãi đâu, đi xong chắc chắc lắm. Bữa mình đi chụp hình Nha Trang rồi, con này kinh khủng. Về ảnh lên mượt. Mình chụp chơi thôi chứ không phải chưa chụp thiệt á. Giờ chụp thiệt nè. Ok, wow, bạn thấy không? Mượn xong là Nikon cho mượn luôn túi. Bữa nào là mượn luôn người luôn á các bạn. Đừng có đùa đâu nha, thấy chưa? Cho mượn hết. Everything very cool luôn các bạn. Ok, em đây. Đây, sau khi đã đóng gói hoàn thành xong thì cái việc mượn các bạn đó là như vậy. Một cái túi Nikon dễ thương và quản lý tốt. Ok, hy vọng là tuần sau sẽ có nhiều ảnh đẹp để gửi cho
Nikon cũng như là chia sẻ lại cái cảm xúc hoặc là những cái hay ho nhất của máy ảnh và cái lens này nhé. Ok, chào các bạn nhé. Các bạn này ở Nikon với Camon và với bạn Ai Như Đỗ. Cứ đọc lộn thôi. Ok, rap. Ok, chào các bạn nhé. Bye.